Đức Phật dạy về hiếu đạo. Trong kinh Phật dạy, nếu cho một người con xuất gia chân thật tu hành thì công đức phước báo cũng rất lớn, vì người con đấy chân thật tu hành sẽ có đầy đủ giới đức, sẽ cứu độ được rất nhiều đời cha mẹ. Chúng ta ai cũng là con cả, vì ai cũng có cha, có mẹ. Để cho ta hình hài như ngày hôm nay, cha mẹ đã chịu biết bao khổ nhọc. Chúng ta ai cũng là con cả, vì ai cũng có cha, có mẹ. Để cho ta hình hài như ngày hôm nay, cha mẹ đã chịu biết bao nhiêu khổ nhọc. Chúng ta là những kẻ cùng tử lang thang, rồi gặp duyên về làm con. Nếu ai nhìn thấu thì sẽ rõ, chúng ta là những người khách trọ mà không được sự đồng ý của cha mẹ. Nói về nhân duyên sinh ra con, thì trong kinh Phật nói, cái thần hồn của mình khi bỏ thân ở kiếp trước thì nó bơ vơ vất vưởng trong vòng 49 ngày. Đấy là với những thần hồn ở nghiệp trung, còn nếu nghiệp nặng thì đã sa ngay xuống địa ngục. Còn nếu nghiệp nhẹ thì phúc nhiều mới sinh ngay lên trời. Còn đa phần chúng ta ở dạng thân trung ấm trong 49 ngày rồi mới tái sinh. Thì trong 49 ngày này, thần thức của mình lang thang vất vưởng, chạy đông, chạy tây theo gió nghiệp thổi. Thì trong kinh Phật dùng cụm từ gió nghiệp, vì nghiệp là một sức mạnh rất khủng khiếp, biến hiện cho các cảnh giới, đưa đẩy thần thức của mình, mà người trần gian gọi đó là linh hồn. Mình lang bạc chạy từ chỗ này sang chỗ kia, chạy từ bên này thì thấy núi đao rừng kiếm, chạy bên kia thì thấy núi đao biển lửa, rồi chạy chỗ này thì thấy bốn núi xô ép, chạy chỗ kia thì thấy quỷ sứ đầu trâu. Cứ thế mà chạy, rồi thấy mưa đá sấm chớp rất sợ hãi. Trong khi mình chạy như thế, rồi thuận duyên mà gặp cha mẹ, mình liền nhập vào thai mẹ, mà cha mẹ cũng không mời mình đến đâu, chỉ là do mình sợ quá, mình khởi những niềm ái luyến lẻn vào. Rồi từ đó, mẹ phải mang mình trong tử cung và nuôi mình, dùng máu của mẹ để nuôi thân mình. Từ đó trở đi, mẹ phải thương mình, kém ăn, kém ngủ, vất vả. Đại chúng nếu thấy cái gì đó, 5-3 cân hàng năm trời thì có mệt không? Từ đó trở đi, mẹ phải thương mình, mất ăn, mất ngủ, vất vả. Đại chúng thấy, nếu mình vác một cái gì đó 5-3 cân, hàng năm trời thì có mệt không? Đi đâu cũng mang mình theo, trong vòng 9 tháng như thế. Ở đây ai đã từng mang thai thì biết, rất khó nhọc và vất vả. Chúng ta vào trong bụng mẹ trọ, thực sự là chưa hề xin phép. Thế thì chúng ta thấy mẹ và bố mình có tốt không? Giờ mình đi đường mưa bão mà mình muốn vào nhà ai trọ thì cũng đều phải gõ cửa xin phép người ta thì mới vào được, chứ đâu thể phá cửa liều mình mà xông vào. Thế nhưng, ở đây, riêng cha mẹ thì mình tự ý xông vào. Trong kinh Phật nói là cha mẹ không mời mình đến, nhưng mình vào trọ ở đấy, uống cái máu của mẹ để nuôi lớn thân mình. Mẹ ăn bao nhiêu thì vào mình hết, rồi gầy mòn, xanh xao cũng vì mình, rồi phải thương mình. Mẹ đúng là bà chủ nhà trọ vô cùng tốt bụng, chẳng cần biết lai lịch của mình thế nào mà mẹ cũng rất thương mình. Sau khi đủ tháng đủ ngày thì mẹ cho mình ra đời. Mà ở đây các cô nữ Phật tử đã từng sinh con thì biết, lúc sinh con vất vả, lúc đó là thập tử nhất sinh. Có người sinh con xong là mẹ chết, rồi nếu đẻ khó là phải mổ, rất là đau đớn. Mà trong kinh Vu Lan có dạy, sinh con ba đấu huyết ra là rất hao tổn tinh huyết của người mẹ, vô cùng vất vả. Nhưng vất vả như thế là xong rồi. Khi sinh ra nhìn thấy mặt con là mẹ vô cùng mừng rỡ. Không biết 9 tháng ở trọ trong bụng của mình mà không biết mặt mũi người ở trọ này như thế nào. Chúng ta thấy mẹ mình yêu mình có vô tư không? Mình đến trọ thì mẹ không biết mình là ai. Nếu mà mẹ biết thì chắc chắn những đứa đầu trâu, tướng cướp không bao giờ được trọ đâu. Phải chọn đứa nào ngoan ngoãn, hiếu thảo mới được. Còn mình cứ chạy bừa xô cửa xông vào, rồi mẹ cũng cho mình ở lại, rồi nuôi cho mình lớn, rồi cho mình vào đời, rồi phải lo lắng cho mình. Thì ra cái sự ra đời của mình là như vậy đó. Thế mà
chúng ta lớn lên thân người được như thế này rồi thì sao? Có nhiều người trách mẹ là ai bảo bà đẻ tôi ra thì bà phải nuôi tôi chứ. Như thế là mình không biết nghĩ, chính mình là kẻ vào trọ mà không hề xin phép. Không những như thế mà mẹ còn cho mình hình hài, dùng máu huyết để nuôi mình, trao cho mình hết thảy tình yêu, vậy mà mình còn trách. Đáng lẽ khi bị mưa dập gió vùi, có khi vào trong địa ngục, nhờ tử cung của mẹ mà mình được yên ổn tai qua nạn khỏi. Mà trong kinh Phật dạy là muốn vào tử cung của người mẹ là do sức nghiệp hoặc đại nguyện chứ không dễ mà vào được. Các bậc Bồ Tát thì do nguyện, còn chúng sinh thì do nguyện dẫn dắt mới vào được chứ không hề dễ dàng đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu nhân duyên như thế, biết được cha mẹ mình cho mình hình hài này, tất cả thân này là của mẹ, của cha. Ngay từ đầu tiên này, mình đã phải mang ơn rồi. Tình cảm đầu tiên khi ta sinh ra là tình cảm của mẹ với cha mình. Thứ tình cảm mẹ dành cho mình rất vô tư, không hề đòi hỏi hay trách móc gì. Bây giờ, chúng ta đi ở trọ mà cũng phải mất đến mấy trăm nghìn, vậy mà mình chẳng mất một đồng nào. Rồi khi ra thì phải sắm cho mình đủ thứ, nào là quần áo, tã lót, sữa rồi tất cả mọi thứ. Ngay đầu cuộc đời chúng ta đã nợ cha mẹ mình như thế rồi. Chúng ta nợ nghĩa, nợ ân, chúng ta phải thấy rõ, thấy minh bạch ngay chỗ này thì mới thành cái nghĩa được. Cho nên mình khi lớn lên phải luôn nhớ đến ân nghĩa này. Dù có những người cha mẹ do điều kiện nào đó mà không nuôi nấng chăm sóc được mình, nhưng cái ơn, cái nghĩa của việc mình sinh ra thân này thì cũng đủ để mang mình suốt đời. Có nhiều bậc cha mẹ vì hoàn cảnh này hoặc hoàn cảnh khác mà phải bỏ con mình, chứ thật ra thì không ai muốn. Và rồi những người con đó lớn lên thì oán cha, oán mẹ, thì cái oán này cũng không đúng. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta quán chiếu cái ân tình của cha của mẹ thuở ban đầu là như vậy. Cho nên cha mẹ nên ân nên nghĩa với mình từ khi mình trú ngụ vào thai của mẹ. Nên người con khi lớn lên mà quên đi cái ân, cái nghĩa này thì thật là tội lỗi, không xứng đáng phẩm hạnh con người, không có ân nghĩa với cha mẹ. Đặc biệt Đức Phật ngài dùng tuệ nhãn của mình mà thấy, chúng tử để thành tựu quả vị Phật quả là tâm hiếu hạnh này. Một người không có tâm hiếu hạnh thì người đó phẩm chất làm người còn chưa được thì làm sao mà thành thánh thành Phật được. Cho nên trên con đường tu thành Phật này, nhất định phải tu cái tâm hiếu hạnh này. Không có tâm hiếu hạnh này thì không thể thành Phật. Tất nhiên, chữ hiếu này bao gồm còn nhiều cái hiếu nữa. Cái tâm hiếu này mà còn thì xã hội còn nhiều điều tốt lành. Cho nên từ ngàn xưa tới nay, dù ở thời đại nào cũng phải được nhấn mạnh. Thưa đại chúng, cho đến loài vật cũng còn biết hiếu. Con chim quả ham mình thì hay ghét nó vì tiếng kêu của nó, nhưng trong nhà Phật thì lại nói chim quả là loài chim có hiếu. Khi quả bố mẹ già thì con quả đi tha mồi về cho bố mẹ ăn. Chúng ta là những con người được cái phúc báo hơn hẳn các loài chúng sinh, trí tuệ mình hơn, thì cái hiếu tâm này lại càng phải đề cao. Trong xã hội người nào mà đã bất hiếu thì không có đạo đức tư cách làm người. Như vậy thì người con Phật phải thực hiện việc hiếu đạo với cha mẹ như thế nào? Trong kinh Tạp Bảo Tạng Phật dạy, đối với cha mẹ, dù làm một chút điều bất thiện cũng sẽ chịu tội bất hiếu. Cúng dường cha mẹ, dù một chút ít cũng được phước báo vô lượng. Đối với cha mẹ, phải hết lòng siêng năng phụng dưỡng. Đối với cha mẹ, dù làm một chút điều bất thiện cũng sẽ chịu tội báo rất khổ. Xin kể câu chuyện, có cô bé đợi mẹ đi làm, thì mẹ cô bé đi làm về muộn. Cô bé nhìn ra ngoài, thì thấy con nai mẹ cho con nó bú. Khi đấy cô bảo, mẹ gì mà không bằng loài súc vật như con nai. Chỉ vì một câu trách như thế thôi, mà sau này, 500 kiếp, cô gái bị đọa đày làm loài nai. Cha mẹ là người mình phải tôn quý, kính thờ. Mình mà xúc phạm cho dù là một chút, cũng phải mất cái quả báo rất lớn. Bây giờ có rất nhiều người con cư xử với cha mẹ quá là tệ, quá là ác. Cha mẹ thì già, thì xem như đồ vô dụng, là gánh nặng của gia đình. Họ không biết họ là cái tài sản rất quý.
cha mẹ ốm một tuần, hai tuần là còn chăm sóc, ốm nhiều hơn chút là nhăn nhó khó chịu, ốm vài năm là không thể chịu được rồi. Thưa đại chúng, tình trạng này bây giờ xuất hiện rất nhiều. Chúng ta ngẫm xem, rồi cũng có ngày mình sẽ già như cha mẹ mình. Mình sẽ phải thấy còn cha còn mẹ để phụng dưỡng là phúc lành. Mình mà nghèo đói thì cha mẹ cũng có trách mình đâu. Cha mẹ cũng thông cảm và hiểu cho mình mà. Thế sao mình lại nỡ lòng nào mà đối xử với cha mẹ tệ bạc như vậy? Thế thì ở đây, Phật dạy, nếu chúng ta làm một điều bất thiện nhỏ thôi thì cũng chịu quả báo rất khổ. Ai mà đã lỡ nói hay làm điều gì bất thiện với cha mẹ thì khẩn trương mà sám hối, oán cha, trách mẹ, chửi cha, mắng mẹ, có khi đánh đập và có cả giết cha giết mẹ nữa. Mà cái tội giết cha giết mẹ là một trong những ngũ nghịch trọng tội phải chịu quả báo vô lượng kiếp trong địa ngục A Tỳ. Ở Việt Nam mình bây giờ có mấy vụ giết cha giết mẹ rồi, mà những người này thì không biết phải chịu đau khổ thế nào khi nó tỉnh cơn mê mộng đó. Phật lại dạy, cúng dường cha mẹ dù một chút ít cũng được phước báo vô lượng. Đối với cha mẹ phải hết lòng siêng năng phụng dưỡng. Thực ra thưa đại chúng, tất cả chúng ta ở đây đều đã là cha là mẹ. Nhiều khi mình ăn món ăn mà con mình cúng dường cho mình nó ngon thì mình không hẳn là nó ngon ở đâu, mà mình thấy ở lòng thơm thảo của nó. Tôi thì không có con, nhưng khi các đệ tử làm món gì mà lòng thành kính của nó thì tôi cũng cảm thấy rất ngon. Bây giờ quý Phật tử ở nhà mà con cái mình làm cho mình một mâm cao cổ đầy rồi đặt phịch xuống đất mà bảo ông bà hãy xơi đi, thì mình có ăn được không? Không ăn được, không thể nuốt nổi. Nhưng có khi chỉ là cái rau sam, cái rau dại mà thôi. Nhưng với lòng thành kính mà nó làm cho mình thì bát canh lúc đấy mình ăn cũng cảm thấy ngon lành. Cho nên dân mình mới thường có câu lời chào cao hơn mâm cỗ là thế đấy. Lời chào tức là sự kính trọng lễ phép, tức là nó còn quý hơn mâm cỗ. Nhất là cha mẹ tuổi già rất cần tình cảm lúc này. Lúc đấy không cần mâm cao cổ đầy, mà cần tấm lòng của người con hiếu kính với mẹ cha, thương yêu cha mẹ. Cho nên Phật dạy, làm con phải hết lòng phụng dưỡng thương yêu. Trong kinh Vị Sinh Oán, Đức Phật dạy, luận về điều thiện tột bậc, không gì hơn là hiếu thảo. Cái ác lớn nhất là làm hai song thân, kẻ lớn người nhỏ chăm sóc cho nhau, lúc trời còn. Trong kinh Vị Sinh Oán, Đức Phật dạy, luận về điều thiện tột bậc không gì hơn là hiếu thảo. Cái ác lớn nhất là làm cho hai song thân buồn khổ, kẻ lớn người nhỏ chăm sóc cho nhau, rồi còn giúp đỡ, huống là phụng dưỡng mẹ cha. Luận về điều thiện tột bậc không gì hơn là hiếu thảo, có nghĩa là điều thiện cùng tột nhất không gì hơn là hiếu thảo. Còn cái ác lớn nhất là làm hại song thân. Song thân ở đây là cha mẹ. Kẻ lớn người nhỏ chăm sóc cho nhau, rồi còn giúp đỡ. Ở trong nhà anh em mà giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, còn được chư thiên trì hộ. Huống hồ là con cái hiếu dưỡng cha mẹ là việc cực thiện, chẳng lẽ chư thiên không hộ trì? Cho nên người có hiếu được chư thiên giúp đỡ. Như chúng ta thấy, mình mà làm được điều gì cho cha mẹ vui thì mình cũng rất là vui, lòng mình cũng vô cùng hoan hỷ. Chúng ta nghĩ một ngày nào đó cha mẹ không còn thì lúc đó mình có thấy quạnh hiu không? Đi xa về mà thấy bóng cha mẹ thì rất ấm lòng. Dù cha mẹ già nhưng cha mẹ vẫn còn là cái đòn nóc cho tất cả các ruồi mèn tựa vào. Bản thân tôi cũng rất may mắn. Chúng ta bây giờ còn mẹ còn cha thì thấy như là thừa. Cha mẹ thỉnh thoảng nhắc mình một chút là mình đã muốn bỏ nhà đi. Nhưng thử một ngày nào đó về nhà không thấy bóng mẹ bóng cha thì có cảm thấy trống trải không? Nên cha mẹ già là linh khí của gia đình. Dù các cụ có già nua đi chăng nữa thì đó cũng là chỗ dựa để chúng ta an lòng, vô cùng trân quý. Nhưng trong cuộc sống có những cái khi mình không có thì không biết quý trọng, khi mất đi thì không tìm lại được, lúc đấy mới ăn năn hối tiếc.
Nên trong những câu chuyện hiếu đạo thường dạy, nếu ai vẫn còn cha mẹ thì mau mau mà làm tất cả những gì để cha mẹ vui lòng, hồng báo đáp công ơn của mẹ cha. Tôi cũng mong quý Phật tử chúng sinh hằng ngày có thể sống biết ơn và thành kính phụng dưỡng cha mẹ, dâng lên đấng sinh thành những gì tốt đẹp nhất. Thì trước cũng có những vị giảng sư đã từng khuyên chúng ta rằng hãy về cầm tay cha hoặc tay mẹ mà nói: cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ lắm. Nói như vậy nghe có vẻ khách sáo nên nhiều người cứ ngại, hơi khó nói bởi vì lâu rồi không nói. Chứ thực ra lời yêu thương này mẹ đã nói với mình bao nhiêu lần rồi. Con yêu của mẹ, cục cưng của mẹ, cục vàng của mẹ. Mẹ đã bao lần gọi mình như thế, mình đã nghe suốt cả một cuộc đời ấu thơ. Nhưng lớn lên thì mình lại chẳng bao giờ nói với mẹ như thế. Mình thử nói với cha với mẹ một lần như thế, thử xem, chắc là cha mẹ cũng sẽ vui lắm. Khi mình chân thật nói lên điều ấy, tôi cũng mong sau buổi này chúng ta hãy mạnh dạn. Dù mẹ mình có 90 tuổi đi chăng nữa, mình mà nói được như thế thì các ông bà cha mẹ sẽ phấn khởi lắm. Không có gì bằng cái đấy đâu, con cháu mình nói được câu đấy thì chắc là vui lắm. Cho nên các cụ đi Anh đi Mỹ thì các cụ cũng không thích bằng ở nhà mà có mấy đứa cháu quay quần. Chúng nó bảo cháu yêu bà lắm. Người già các cụ sống vô cùng tình cảm, mà đấy cũng là mình thực hiện cái chữ hiếu. Dạy con, dạy cháu phải biết nói lời yêu thương ông bà cha mẹ. Ở đây nhất là những cháu thanh niên qua hôm nay rồi thì về hãy nói với bố mẹ mình những lời yêu thương. Khi nói như thế, không phải mình nói xã giao hay giả tạo, mà mỗi lần nói như thế, mình đang gieo vào tâm mình những hạt giống yêu thương kính trọng cha mẹ. Nói như thế để tự hứa với lòng mình rằng từ hôm nay mình sẽ yêu thương kính trọng cha mẹ hơn. Mình có gieo vào đấy thì cây mới có quả được. Chẳng bao giờ nói yêu thương cha mẹ cho đến khi chết rồi mới khóc thì lúc đó để làm gì. Lúc ba mẹ còn sống thì hãy nói và làm những điều hiếu thảo thì cha mẹ sẽ rất hạnh phúc. Không có gì phải xấu hổ về việc này cả. Chúng ta hãy thường nói lời yêu thương thì chắc chắn cha mẹ sẽ vô cùng hạnh phúc. Và tôi tin quý Phật tử cũng rất thích được nghe câu đó từ con cháu của mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy: người phụng thờ chư thiên quỷ thần chẳng bằng có hiếu với cha mẹ. Cha mẹ là đấng vị thần tối cao, có nghĩa là những người mà suốt ngày giữ mấy cái miếu thờ ông thần này thần nọ, bà chúa nọ bà chúa kia, thờ ông tiên này giữ ông tiên kia, thì Phật dạy cũng chẳng bằng có hiếu với cha với mẹ. Cha mẹ là vị thần tối cao, chắc chắn Đức Phật không nói quá đâu. Mình suốt ngày mình đến đền, đến phủ, đến miếu, khấn bái lễ lại, cúng cáp ông thần này bà nọ, làm sao mà bằng được vị thần tối cao ở nhà. Tôi mong quý Phật tử thực hiện cái hiếu đạo này ngay ở nhà của mình. Tôi tin rằng người con mà có hiếu, họ khấn cầu điều gì thì đều cảm động đến chư thiên người ta hộ trì. Mà người con bất hiếu thì trời đất không dung không tha. Đất nước chúng ta đã trải qua thời kỳ lịch sử đen tối. Khi mà thực hiện cải cách thì lúc đó có nghĩa là những người con đấu tố cha mẹ. Có những vị cha mẹ là địa chủ, bây giờ là người yêu, là cán bộ, thế là phải đấu tố cha mẹ. Đất nước chúng ta trải qua thời kỳ lịch sử đen tối. Khi mà thực hiện cải cách thì lúc đó có những người con đấu tố cha mẹ, có những vị cha mẹ là địa chủ, bây giờ có người yêu là cán bộ, thế là phải đấu tố cha mẹ. Đất nước chúng ta trải qua thời kỳ lịch sử đen tối, khi mà thực hiện cải cách, thì lúc đó cũng có những người con đấu tố cha mẹ, có những vị cha mẹ là địa chủ, bây giờ có người yêu là cán bộ, thế là phải đấu tố cha mẹ. Đem cha mẹ ra giữa đình mà chỉ mặt, nói tệ lắm, nói rằng cái thằng cái con kia mày bóc lột thế này thế nọ thế kia. Quả thật những người như thế thì quả báo đến rất nhanh trong cuộc đời. Những người con như thế thì họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, họ không biết họ phạm vào điều tội lỗi rất lớn, đó là bất hiếu với người sinh ra mình.
câu chuyện ấy đau xót lắm. Mà chuyện này không phải chỉ diễn ra ở một làng quê đâu, mà nhiều làng quê như thế. Và sau đó thì quả báo đến ngay trước mắt trong cuộc đời này. Vì vậy, đúng là cha mẹ có phải là vị thần tối cao hay không? Chúng ta nhắc đến thần thánh thì sợ lắm, vì mấy ông thần bà thánh thì hay trừng phạt nên quỳ bái xích xo. Thế mà ông thần bà thánh hằng ngày ngồi trong nhà thì mình không thèm quan tâm. Sao mình không cung kính ông thần bà mẫu ở nhà đi? Có nhiều người đi ra đền phủ thì quỳ mọp lễ lạy, còn về nhà đối xử với mẹ thì tệ bạc. Những người như thế thì ai có thể phù hộ cho được? Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật rất quý vị trí của cha và mẹ. Cho dù có những người cha mẹ không được mẫu mực, và cũng có thể có những người cha, người mẹ về đạo đức là tồi, về thành phần không tốt trong xã hội, nhưng bổn phận của chúng ta là làm con thì vẫn phải tôn thờ hiếu thảo với cha với mẹ. Vừa rồi, trên một tờ quảng cáo của báo Ấn Độ có đăng tin một anh thanh niên gánh cả cha và mẹ trên đôi quan gánh từ một vùng hẻo lánh xa xôi đến sông Hằng, vì bố mẹ anh ước một lần được đến sông Hằng tắm và uống nước của con sông ấy và được xách hai bình nước về để cúng tổ tiên. Mà cái vùng của anh ở thì nó rất xa xôi, không có phương tiện ô tô qua lại. Thế là anh này mới lót đệm vào đôi quan gánh của mình, sau đó lễ lạy cha mẹ và thỉnh cha mẹ ngồi vào trong đó. Thế là anh gánh đi. Lúc đầu thì bố mẹ cũng không muốn vì thương con, mà anh này có hiếu vô cùng. Anh bảo là bố mẹ cứ cho anh được thỏa nguyện ước báo hiếu thì bố mẹ anh đồng ý. Và cứ thế là anh gánh bố mẹ đi trên đoạn đường 200 km. Mỗi ngày anh đi được 30 km. Ở Ấn Độ nổi tiếng về câu chuyện hiếu thảo của anh thanh niên này. Anh chàng này gánh cha, gánh mẹ mà hai vai của mình trầy xước hết ra, thế mà anh cũng rất là vui lòng. Mà trong kinh Vu Lan có nói, nếu chúng ta có gánh cha, gánh mẹ trên hai vai, đi khắp thế gian này, đi vòng quanh núi Tu Di, và cha mẹ có tiểu tiện trên hai vai của mình, cứ như thế, cho đến hết cuộc đời thì cũng không thể trả hết ơn sinh thành của cha mẹ. Lại có chuyện này, cháu này học xong phổ thông, nhà nghèo mà mẹ thì bị bại liệt, dưới thì có hai em nhỏ, bố đi làm lương, tháng chẳng có bao nhiêu, mà bây giờ phải đi làm nuôi em. Mà cháu này rất khát khao thi vào đại học, và cháu rất chăm học. Cháu thi đại học xong rồi, cho đến ngày nhận điểm thì báo là cháu đậu đại học. Ban đầu thì cháu rất vui mừng, nhưng sau đó cháu lại rất buồn. Sau đó thì cháu đã gấp giấy báo cất vào và bảo với bố rằng con trượt đại học rồi. Vì cháu nghĩ rằng nếu cháu mà đi học thì vất vả cho bố mẹ phải chăm sóc chăm em, lại gánh nặng mình nữa, nên cháu đành nói dối với bố mẹ như thế. Sau đó thì cháu xin bố mẹ đi làm phụ với bố, thì ông bố cũng không biết nên động viên con cố gắng sang năm bố lo cho con ôn thi. Mà sau này ông bố mới phát hiện ra, khi lục cái túi áo của cháu thì thấy báo đỗ đại học. Câu chuyện rất cảm động, thì lúc đấy là những người con biết thương cha thương mẹ, sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Và ở Việt Nam cũng có câu chuyện vô cùng nổi tiếng là Thúy Kiều bán mình chuộc cha. Cô gái này đã thực hiện được một hiếu hạnh vô cùng cao quý. Một cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh, biết bao tài tử gia nhân đến với mình, kể cả các vương tôn công tử. Thế nhưng cô đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình để chuộc cha, vô cùng đáng quý. Ở Trung Quốc có đến 24 gương hiếu hạnh nổi tiếng, và đã được viết thành một cuốn sách gọi là Nhị Thập Tứ Hiếu. Những cuốn sách này thì quý Phật tử nên mua về để trong tủ sách nhà mình cho con cháu mình học. Những cái đạo đức này là phải học. Rồi có cháu này ở Sài Gòn thì mẹ bị bệnh. Em bé này sẵn sàng cắt quả thận của mình cho mẹ để mẹ được phục hồi sức khỏe. Đấy cũng là tấm gương hiếu. Hay ở chú ba ở chùa Hương, sẵn sàng móc mắt chặt tay của mình nghiền thành thuốc cho mẹ uống. Câu chuyện này có hàm ý, vì người ta bảo
đôi mắt và đôi bàn tay là hai bộ phận gia sản của con người, thế mà sẵn sàng móc mắt, chặt tay, tức là sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để đền đáp công ơn của cha mẹ. Vì sao vậy? Vì cha mẹ chỉ có một, mà cái gì duy nhất thì cũng rất đáng quý. Chẳng ai có hai người bố, người mẹ. Vì cái nghĩa cao quý như thế, cho nên sẵn sàng móc mắt, chặt tay, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho cha mẹ. Cũng nhờ Ngài thành tựu cái hạnh như vậy mà thành Phật được, mình hay gọi là Phật Bà Chùa Hương. Chư Phật và Bồ Tát cũng thế. Trong vô lượng kiếp quá khứ, các Ngài đã hy sinh thân mình vì cha, vì mẹ. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài cũng có lần xả bỏ thân mình cho năm mẹ con nhà Hổ ăn để thoát khỏi cơn chết đói, vì Ngài thấy chúng đều là tiền kiếp, là cha là mẹ của Ngài. Thì chúng ta thấy để thành tựu quả vị Phật, có phải cái đức như vậy mà hy sinh vì cha vì mẹ là rất đáng để hy sinh. Tôi rất mong trong đại chúng mình đây có đủ cái hiếu tâm hy sinh mình cho cha mẹ. Hãy làm được điều gì cho cha mẹ đau lòng thì mình sẽ ân hận. Thấy giọt nước mắt nào của cha mẹ vì mình mà rơi thì mình sẽ ân hận không biết đến bao giờ mới hết được. Phật dạy, thế gian hết thảy trai gái lành, ân cha mẹ nặng như núi lớn, phải nên có tâm hằng hiếu kính, biết ân báo ân là thánh đạo. Nếu người chí tâm cúng dường Phật và người chí tâm hiếu dưỡng, cả hai người này phước như nhau, ba đời thọ báo cũng vô cùng. Đây là lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tâm Địa Quán. Phật dạy, tất cả những người con trai, con gái là làm thiện trong thế gian, ân cha nghĩa mẹ nặng như núi. Cái giao Việt Nam cũng có câu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nên phải có tâm hiếu kính với cha mẹ, biết ơn báo ơn là thánh đạo. Cái người muốn vào thánh đạo phải biết tu tâm, dưỡng tính và báo ơn này. Cái người mà vô ơn bội nghĩa thì đừng nghĩ có thể bước vào được đạo. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang học đạo, tu đạo thì trước hết chúng ta cần phải học cái tâm biết ơn và báo ơn. Các vị đệ tử xuất gia thì cần nhớ đến ơn thầy tổ, cho mình giới thân huệ mạng, dưỡng dục mình hằng ngày để mình được nên thân. Hễ có một niệm bất kính với thầy tổ thì không thể tu đạo được, mà người này có tu thì không ai chứng cho cả. Phật Bồ Tát cũng không thể nhắc người này lên hàng Bồ Tát được, phải sám hối ăn năn, khi nào sạch cái tội đó thì mới có thể thành tựu. Vì thế nên Phật mới dạy, biết ơn báo ơn là thánh đạo. Người con Phật chúng ta phải luôn nhớ ơn và đền ơn. Hễ thọ ơn ai dù là một chút cũng phải luôn tìm cách ghi nhớ và trả. Còn chúng ta giúp ai thì không cần nhớ, nhưng thọ ơn thì nhất định phải nhớ. Một chút cũng nhớ tìm cách báo đáp thì đó mới xứng đáng là tư cách của người đệ tử Đức Phật. Không làm được điều này thì dù có nói cao, nói xa bao nhiêu cũng là điều vô ích. Người vô ơn bội nghĩa thì không bao giờ có thể bước chân vào thánh đạo được. Cho nên đạo tràng của chúng ta, cả ngàn con người phải luôn nhớ ơn và đền ơn, sẽ là những người sống có nghĩa có tình trong cái xã hội này. Phật còn dạy, nếu người chí tâm cúng dường Phật và người chí tâm hiếu dưỡng, cả hai điều này phước đức như nhau, ba đời thọ báo cũng vô cùng. Tất nhiên Phật dạy đây không phải là chúng ta chỉ hiếu dưỡng với cha mẹ hiện đời. Chúng ta có nhiều cha mẹ lắm. Nếu không hiếu mà bảo chỉ là ở nhà lo cho cha cho mẹ mình, không thôi không lo cho ai khác nữa, thì không đúng lời Phật dạy. Cha mẹ nhiều đời của ta đang lăn lộn, đang đắm chìm. Ai mà đắc thiên đắc nhãn thì có khi lại thấy người ngồi bên cạnh mình chính là cha mẹ mình kiếp trước. Bà cụ ngồi bên cạnh mình là mẹ đẻ mình kiếp trước. Thế nên Đức Phật của chúng ta, Ngài thương tất cả chúng sinh là vì Ngài nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là cha là mẹ trong các kiếp quá khứ của Ngài. Nên Phật dạy, tất cả đệ tử của mình nhìn thấy người nam thì coi như cha của ta, nhìn thấy người nữ thì coi như mẹ của ta. Chúng ta mà nhìn thấy như vậy thì có oán thù ai nổi không? Chỉ nghĩ làm sao để đền đáp còn không hết. Trong kinh Hiếu Tử Phật nói với chúng đệ tử rằng, ta thấy người thế gian này chưa được gọi là có hiếu,
Chỉ có người nào làm được như vậy thì mới gọi là hiếu, đó là làm cho cha mẹ bỏ ác làm lành, quy tam bảo, giữ năm giới, ngày đêm phụng thờ thì người ấy mới báo được cái ân vô lượng sâu nặng của cha mẹ nuôi dưỡng nên người. Nếu chẳng hóa độ được cha mẹ, quy y về Ngô Tam Bảo thì tuy có hiểu dưỡng cũng là bất hiếu. Mà ở đây, Phật dạy người ta phải thực hiện thế này mới thật và có hiếu với cha mẹ, đó là giúp cha mẹ mình biết bỏ ác làm lành. Ví dụ cha mình sống bằng nghề ăn trộm, mẹ mình sống bằng nghề giết mổ, hoặc cha mẹ sống bằng nghề không tâm tịnh, thì mình phải khuyên cha mẹ bỏ những việc làm ấy đi, rồi đưa cha mẹ đi quy y tam bảo, trì năm giới, thì mình khuyến khích cha mẹ đi quy y tam bảo, thọ năm giới cấm của nhà Phật, thì người ấy mới được báo ân huệ vô lượng của cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng. Như vậy chúng ta là người Phật tử, chúng ta xem mình đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Nếu ai còn cha mẹ còn sống mà chưa quy y thì hãy tìm cách dẫn dụ họ quay về quy y tam bảo, cụ nào yếu quá thì tìm cách bế cụ lên chùa. Chùa mình đã có những người làm như vậy rồi, cha mẹ già bế lên chùa quy y hoặc đón các thầy về nhà quy y. Nhưng muốn cho các cụ quy y thì phải chỉ rõ cho các cụ rằng tam bảo là chỗ cần thiết phải nương tựa và là chỗ nương tựa vững chắc. Đi quy y tam bảo không mất gì nhưng được vô lượng phước báo. Nói cho cha mẹ rõ như thế, đấy là khuyến khích và giúp cha mẹ quy y tam bảo. Thứ hai là giúp cha mẹ giữ được giới luật của nhà Phật. Phật dạy con người ta mà làm được việc này thì mới báo hiếu được cha mẹ. Còn nếu chỉ lo món ngon cho cha mẹ ăn, quần áo cho cha mẹ mặc, xây nhà đẹp cho cha mẹ ở mà chưa làm được những điều trên thì chưa gọi là có hiếu. Nếu mà chỉ lo như thế thôi thì mình chỉ lo được cái thân đời này của cha mẹ không thôi. Còn sau khi cha mẹ chết là mắc đọa, mà đọa rồi thì không biết chính mình là người cầm dao cắt cổ cha mẹ trong kiếp sau. Đó là chuyện xảy ra nhiều rồi. Nếu cha mẹ mà đầu thai thành con gà con vịt thì như thế thật. Vậy là từ nghĩa cha, nghĩa con trở thành kẻ thù oán kết. Chúng ta, ai mà đã xem Phật Pháp nhiệm kỳ thì thấy, nếu cha mẹ mà đầu thai thành con gà con vịt như thế thật thì nghĩa là cha con thành kẻ thù. Ông lão đã đầu thai làm con lợn rồi chính mình, sau đó lại cầm dao chọc tiết mình, chết rồi lại đầu thai làm con lợn thì bị con cháu mình nuôi lớn rồi chọc tiết mình, cứ như thế và trong 40 kiếp làm lợn. Chúng ta thấy có sợ không? Nói lên thì người ngoài không tin, chỉ những người con Phật mới tin nổi những điều đó và tin đó là lẽ thật. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta phải đưa cha mẹ về quy y tam bảo, thọ trì giới pháp của Phật, bỏ ác làm lành thì mới làm tròn bổn phận của mình. Thưa quý Phật tử, chúng ta đã nghe một ít lời dạy của Đức Phật về sự hiếu đạo của người con Phật. Tất nhiên, nếu nói hiếu tâm đầy đủ nhất thì phải nói đến thành tựu viên mãn của vị Phật. Cho nên trong kinh Phật, nếu cho người con xuất gia chân thật tu hành thì công đức, phước báo vô cùng lớn. Để kết thúc Phật phẩm dạy về hiếu đạo này, tôi xin chúc toàn thể hàng ngàn quý Phật tử chúng ta ở đây thực hiện ngay lời Phật dạy về sự hiếu của người con tu Phật đối với cha mẹ. Nếu cha mẹ đã khuất thì làm các công đức phước lành hồi hướng. Cha mẹ mà còn thì ngay ngày hôm nay hãy về làm những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ. Chúc tất cả đại chúng là những người con hiếu hạnh muôn đời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn có thể like và subscribe để cập nhật những video mới nhất nhé. Chúc mọi người có một cuộc sống an lành, vạn sự an yên. Xin chào và hẹn gặp lại.